Dạ kính thưa thầy, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khẩu ách trong kinh Bát Nhã đúng với tinh thần tứ niệm xứ có phải không ạ? Con xin tri ân thầy. Đúng. Chứ thầy trong cái cuốn mà thực tại hiện tiền là thầy có lấy bảy kinh Bát Nhã ra để thầy dạy theo tinh thần là theo tinh thần tứ niệm xứ, theo tinh thần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thật ra là khi mà cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đúng á, tức là lúc đó cái tâm của mình á là hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Khi tâm mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng á, thì gọi là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tức là cái tâm đó nó đã vượt qua khỏi cái mà khái niệm tư tưởng quan niệm, nó đã vượt qua bờ kia. Ba La Mật Đa có nghĩa là bờ kia, mà thật ra bờ kia không phải là bờ ở đâu hết á, mà là nó vượt qua tất cả mọi cái che lấp tối buộc để nó trở về lại với bản chất thanh tịnh trong sáng của nó, bản chất Pavasara của citta của nó. Khi mình trở về được với cái, mình buông hết để trở về được với cái Pavasara Citta đó, thì cái Pavasara Citta nó tự chiếu đó. Thí dụ như bây giờ, ví dụ như có cái ngọn đèn, mà bởi vì mà sao trong phòng vẫn cứ tối, có ngọn đèn mà sao trong phòng cứ tối, thì mình mới lấy bớt cái này đi, lấy bớt cái kia đi, lấy bớt cái nọ đi, hồi không còn cái gì che lấp cái ngọn đèn nữa thì nó chiếu sáng. Thì cái tâm Pavasara Citta của mình vậy, bị tham sân si ảo tưởng này kia tu hành rồi tất cả mọi cái đều là những thứ rác rưởi mà nó che lấp cái tâm tỏa sáng nó đi. Thật ra chỉ cần buông ra những cái thứ rác rưởi đó thì tâm liền tỏa sáng. Tức là khi mình trở về với cái tâm rộng lặng trong sáng, với sự rộng lặng trong sáng thì tâm liền tự chiếu. Cho nên có một vị thiền sư người ta nói là tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Khi tâm mình mà rộng lặng thì trí tuệ nó tự chiếu. Đó là lý do vì sao mà nói là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Tức là tâm địa nhược không thì chánh trí giác ngộ niết bàn, đó là tuệ nhật tự chiếu. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là khởi lên cái tâm tạo tác. Mà bây giờ về mình trở về lại cái rộng lặng trong sáng, trở về lại cái Pavasara Citta, đây là cái tánh biết thanh tịnh trong sáng, thì lúc đó ngũ uẩn giai không chứ làm sao nữa, đúng không? Giả sử như bây giờ có một cái chuyện gì đó xảy ra, nhưng mà nếu mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đúng đó, có nghĩa là trở về với cái tâm thanh tịnh trong sáng, chứ không phải là phân tích cái đối tượng đó. Trở về với tâm thanh tịnh trong sáng để thấy đối tượng đó, chứ không phải là ngồi phân tích đối tượng đó mà quên. Mà khi mà khởi lên phân tích đối tượng đó thì nó trở thành là ngũ uẩn rồi. Cô thấy rõ điều đó không? Khi mình khởi lên phân tích thế này thế kia là trở thành ngũ uẩn rồi. Còn bây giờ khi mình trở về với tâm thanh tịnh trong sáng và phát xa chúng ta, thì lúc đó đó tự nhiên mình sẽ thấy đối tượng như nó là, tức là thấy được thực tánh của đối tượng, chứ không phải là thấy qua khái niệm quan niệm tư tưởng mà ngồi mà phân tích chi cho vô ích đó. Cho nên á, khi mà nếu mình ngồi mà cố phân tích thế này thế kia, cố tầm tứ, cố làm bất kỳ cái gì đều là ngũ uẩn hết. Bất kỳ khởi lên làm cái gì thì đều là ngũ uẩn hết. Nhưng mà khi mình trở về với cái tâm rộng lặng long sáng á, thì ngũ uẩn giải không. Ngũ uẩn giải không cho nên không có gì bị che lấp hết. Thì lúc đó mọi sự, mọi vật đều hiện ra một cách hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Cho nên Đức Phật Ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh, cả bên trong cả bên ngoài, bên trong cũng thanh tịnh, bên ngoài cũng thanh tịnh. Điều đó ai đã từng bắt gặp cái điều này
thì sẽ nghe nói là hiểu ngay lập tức. Ai có lần, có một lần nào đó bắt gặp tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng và thấy mọi sự mọi vật đều hoàn toàn thanh tịnh, chỉ cần khởi tâm lên cái là bắt đầu thiện ác sinh ra, ngũ uẩn sinh ra, sinh tử luân hồi sinh ra đó. Nhưng mà người ta không hiểu như vậy, thậm chí người ta dạy cho người khác tu, dạy cho người khác thiền, thật ra là dạy cho người khác tạo ra ngũ uẩn càng ngày càng nhiều, chứ không phải là ngũ uẩn dài không đó.